Kim Thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống 24/7. Kính thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 12, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ và tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu triệt phá thành công băng nhóm giang hồ tàng trữ vũ khí quân dụng do các đối tượng hình sự cộm cán gốc Hải Phòng cầm đầu và điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền giao dịch là hơn 2.000 tỷ đồng. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm của Bộ trưởng Bộ Công an. Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm đối tượng hình sự cộm cán gốc Hải Phòng, liều lĩnh có biểu hiện hoạt động băng nhóm, tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã chỉ đạo phòng phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Ban chuyên án xác định băng nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức thông qua mạng internet với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ 16 đối tượng, thu 2 khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí, 580 triệu đồng, một xe ô tô, 23 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật tài liệu. Ban chuyên án xác định đường dây này do Nguyễn Văn Điền, sinh năm 1975 quê Hải Phòng cầm đầu. Giúp sức cho Điền là các đối tượng cộng cán nhiều tiền án tiền sự, gồm Nguyễn Văn Dương, Cao Duy Hưng, Lò Văn Tuấn cùng một số đối tượng liên quan. Căn cứ vào các tài liệu, ban chuyên án xác định từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này khoảng 2.150 tỷ đồng. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra, xử lý triệt để băng nhóm tội phạm này.